Chào tất cả anh chị. Ngày hôm nay thì mẫu quạt pin đó mini đã về rồi quý anh chị mình nha. Bây giờ giá cạnh tranh cực kỳ là khốc liệt luôn. Rồi thông thường thì bảo bán những cây quạt mà 6 in bé tí xíu như này 200.000 rồi. Mà bây giờ này về tô gần gấp đôi luôn. Đó thì mình cũng thấy rồi, bảo có hình minh họa đây, thực tế luôn. Rồi quạt lớn này to như thế này mà chỉ có 220.000. Hôm qua nha, bảo làm video buổi trưa đó, giới thiệu máy của hàng Hukan, bảo đi kèm mức quạt này thì quý anh chị mình đặt quá nhiều luôn. Rồi mức giá 220.000 thì mình sẽ được những gì nha. Thứ nhất là mình sẽ được một cái khung quạt với lồng lớn nè, lồng lớn hơn cả một găng tay bảo đây luôn nha. Đó, mình đo thực tế tay bảo chắc cũng 21 gì đấy. Rồi tiếp tục, toàn bộ là từ cánh nè cho đến lồng là bằng kim loại hết. Motor sau á thì cũng ốp kim loại luôn. Đó, có sẵn hai con ốp để mình di chuyển tháo ra lúc mà sau này á muốn thay motor này kia. Thay motor cũng dễ lắm nha. Đó, mình chỉ cần á là có con ốc 3K là tháo ra là xong. Rồi nhưng mà cứ để xài, vì quạt này á nhà bảo xài cả 2 năm trời rồi, không hề hư luôn. Đó, xài rất là êm nha, cực kỳ là êm. Rồi đây, bảo cũng có một cái bảo ghim quả pin vào đi. Bảo test một con bất kỳ để mình nghe âm thanh nha. Đó chứ lúc mà lên video á thì cũng nhiều ý này. Có anh thì bảo á lựa con nào êm mới ghim vào sẵn. Rồi đây, âm thanh thì cực kỳ là êm luôn, rất là mát nha. Nếu mà buổi trưa mình mà đi làm này, ngủ trưa, hoặc là những anh nào ở nhà riêng một con này, một người là buổi trưa không đắp chăn là mới lạ nha. Siêu lạnh luôn, cực kỳ mát này. Đó, chạy thì âm thanh là chỉ như ông kêu nhẹ nhàng thôi. Đó, với lại cánh kim loại rất là mát nha. Rồi tắt nè. Rồi tiếp tục, phần cánh quạt thì sẽ có đế cao giúp mình di chuyển lên xuống này để mình xài. Đó, nhiều khi là mình đứng như thế này mà quạt nó không có cao được thì mình sẽ lật lên, rồi mình bật công tắc là xong. Rồi mình đang nằm thì mình không lẽ để cao như này, mình phải hạ xuống cho nó ngang mặt mình xài. Rồi ốc này á, mình muốn siết cứng nè, cố định thì mình siết vào tí xíu. Đó, bằng cái phần đế này á là cái đế pin phổ thông nha. Rồi công tắc bên sau này, rồi có sẵn dây lớn bọc đầy đủ, rất kỳ luôn. Rồi lúc mua lớn như thế này, to như thế này mà có 220.000 thì sẽ bao gồm này, rồi hộp giấy nha, có hộp sẵn luôn như thế này. Tiếp tục, thân quạt thì sẽ chưa bao gồm pin nha. Và nếu anh chị nào chưa có pin thì nhà bảo cũng có bán pin luôn. Đó là pin theo quạt thương hiệu Bosun luôn. Rồi, hàng chính hãng Bosun là pin phổ thông 10 cell. Với lại là sạc luôn, mình phải mua thêm sạc là phải 300.000. Rồi, mình kèm thêm thân quạt nữa là 220.000, tức là khoảng 520 là đầy đủ. Rồi pin á thì cửa hàng bảo đảm bảo cho mình nó là xài 4 tiếng. Thông thường bảo test thì 4 tiếng rưỡi đến 5 tiếng. Rồi pin là pin 10 cell nha. Rồi quý anh chị nào mà thích quạt này, đi công trình thì quá tiện lợi luôn. Đó, những anh nào mà làm trên mái tôn này rất là nóng thì mình sắm cho bảo một quạt như thế này, pin phổ thông. Rồi sau này mà hư pin á thì pin phổ thông mình xài đủ các loại pin nha, 4 phân á, 2 đầu là được, 3 phân 9 cũng được, mà 4 phân 1 cũng được nha. Đó, chân nó có thể là bị cong vẹo này kia, nó to, nó nhỏ mà xê dịch tí xíu thôi. Rồi lâm quạt lớn, tên hình bảo đây, 220.000 thôi. Quý anh chị nào có nhu cầu mua lâm quạt, thân quạt, xài pin thì mình liên hệ cửa hàng bảo nha. Mới về bán rất là chạy luôn. Với lại là sang mùa nóng rồi nên là quý anh chị mình đặt nhiều.
Rồi muốn mua những thân quạt pin lồng lớn như thế này thì mình liên hệ ngay cho Bảo qua ba số hotline trên màn hình. Rồi xem á, thì đừng quên là cho Bảo xin một like, một đăng ký kênh nha. Vì anh chị mình biết sao không? Tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần á, Bảo lên sale hàng mà mức giá siêu rẻ chỉ có 2 ngày đấy thôi. Thì mình sẽ xem máy đủ các thương hiệu luôn, giảm giá tốt để mình đặt hàng. Rồi Bảo xin kết thúc video giới thiệu quạt pin lồng lớn trưa ngày hôm nay tại đây.